Chuyên đề quốc phòng toàn dân xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình với các nội dung chính sau đây. Phần tin thời sự quân sự quốc phòng trong tỉnh, phóng sự, nữ quân nhân Long An, những người mẹ đỡ đầu trẻ mồ côi. Bây giờ, mời quý vị và các đồng chí bắt đầu theo dõi. Trong chương trình công tác tại Campuchia, đoàn công tác quân khu 7 do Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó chính ủy Quân khu 7 tiếp tục đến thăm, trao tiền hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam và tỉnh Long An cho Tiểu khu quân sự tỉnh Ba Linh, cùng đi với đoàn có đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An. Thiếu tướng Đỗ Giang Bảnh thay mặt đoàn Quân khu 7 gửi lời thăm hỏi, lời chào của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đến Ngài tỉnh trưởng tỉnh Ba Linh và chỉ huy Tiểu khu quân sự tỉnh Ba Linh. Đồng chí Phó Chính ủy Quân Khu chúc mừng thành tựu của Dương quốc Campuchia trong cuộc chiến phòng chống đẩy lùi đại dịch Covid-19, ổn định và phát triển kinh tế xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh. Hai nước Việt Nam, Campuchia thời gian qua có nhiều sự kiện ý nghĩa, thể hiện tình cảm gắn bó, nghĩa tình như chuyến thăm của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến Campuchia. Giao lưu hữu nghị quân sự quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần đầu tiên được tổ chức tại quyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước diễn ra vào trung tuần tháng 5 năm 2022 thành công rực rỡ. Về kết quả tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam trên địa bàn tỉnh Linh, đội K-73 luôn được sự quan tâm hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, nghĩa tình của chính quyền tỉnh Linh, ban chuyên trách và đội hợp tác tỉnh Linh. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ Chiếu huy quân sự tỉnh Long An có phần quà gửi tặng từ khu quân sự tỉnh Linh. Thay mặt tỉnh Long An, Đại tá Nguyễn Minh Tấn trao tiền hỗ trợ của chính phủ cho Ủy ban chuyên trách tỉnh và trao số tiền 10.000 đô la Mỹ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An hỗ trợ tiểu khu quân sự tỉnh Ba xây dựng công trình nhà làm việc của đơn vị. Đoàn công tác đã đến thăm tặng quà đồng viên bộ phận 1 đội K73 nhà chùa đội hợp tác. Đoàn công tác của chính trị quân khu 7 do Đại tá Thái Thành Đức, Phó chủ nhiệm chính trị quân khu làm trưởng đoàn, đến kiểm tra, nắm tình hình công tác đảng, công tác chính trị tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đông An. Đoàn kiểm tra Cục Chính trị Quân khu đã kiểm tra việc triển khai thực hiện các mặt công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2022 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An và kiểm tra cụ thể tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Bến Lức và Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Đoàn công tác của Cục Chính trị Quân khu ghi nhận các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã được triển khai đồng bộ có trọng tâm trọng điểm. Nói bật, hệ thống sổ sách, giáo án, chương trình, kế hoạch được đăng ký, ghi chép đúng mẫu biểu, đủ nội dung, sát thực tế. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, hội hợp được giữ vững. Công tác tuyên truyền giáo dục có chiều sâu. Công tác cán bộ chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ đạt chất lượng tốt. Hoạt động của công tác dân vận và các tổ chức quần chúng phát huy hiệu quả thiết thực. Cơ quan, đơn vị, địa bàn an toàn, 100% cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh an toàn tuyệt đối về chính trị, cán bộ chiến sĩ an tâm tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kết luận hội nghị, Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị quân khu, biểu dương những cách làm sáng tạo của bộ chỉ huy quân sự tỉnh Long An, đồng thời ghi nhận những ý kiến kiến nghị đề đạt của các cơ quan để hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được hiệu quả trong thời gian tới. Đại tá Thái Thành Đức lưu ý các cơ quan đơn vị thực hiện các hoạt động với linh hoạt phù hợp với thực tiễn đúng hướng dẫn cơ quan cấp trên quan tâm lưu trữ tài liệu khoa học và phát quy tính dân chủ trong các nhiệm vụ đảng ủy quân sự thị xã kiến tường tổ chức hội nghị phiên sáu tháng đầu năm 2022. đại tá trần đình hưng ủy viên thường vụ đảng ủy quân sự tỉnh phó chỉ huy trưởng tham mưu trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh long an dự và chỉ đạo hội nghị trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy quân sự thị xã Kiến Tường đã quán trị, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết các cấp, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất. Nề nếp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị gắn với nhiệm vụ chính trị của lực lượng chủ trang. Tiếp tục đổi mới công tác chính trị gắn với giáo dục truyền thống, giữ gìn hình ảnh cao đẹp bộ đội cụ hồ. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng chủ trang vững mạnh, thực hiện tốt mô hình chi bộ năm tốt, đảng viên năm tốt. Bên cạnh đó, hội nghị đã tiến hành thảo luận sôi nổi, làm nổi bật điểm mạnh, tìm ra nguyên nhân khuyết điểm, đề ra các biện pháp khắc phục và phương hướng trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, 6 tháng cuối năm, đảng ủy tập trung lãnh đạo thực hiện một số nội dung quan trọng như diễn tập khu vực phòng thủ cấp thị xã và chiến đấu phòng thủ xã phường năm 2022, sẵn sàng lực lượng phương tiện chủ động tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Trần Đình Hưng, Ủy viên Thường vụ Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đông An đề nghị Đảng ủy quân sự thị xã tiếp tục chú trọng lãnh đạo chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, tập trung xây dựng nguồn, phát triển đảng viên, quản lý chặt chẽ nội biên và ngoại biên, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, đồng thời tổ chức huấn luyện chặt chẽ cho các đối tượng. Xác định rõ vị trí gia trò công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ và xây dựng môi trường văn hóa quân sự trong đơn vị. Thưa quý vị và các đồng chí, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương luôn cần sự quan tâm chăm lo của gia đình, người thân và xã hội. Đại dịch Covid-19 đã khiến không ít những đứa trẻ phải chịu cảnh mồ côi khi vừa lọt lòng mẹ. Góp phần san sẻ yêu thương, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe, tinh thần những đứa trẻ ấy. Hội phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An đã đồng hành tình nguyện làm những người mẹ đỡ đầu của các con. Hiện trên địa bàn tỉnh Long An có 84 trẻ em mất cha, mất mẹ hoặc mất cả cha lẫn mẹ do tác động của dịch Covid-19. Rồi cuộc sống tương lai các em sẽ đi về đâu vì đã mất đi điểm tựa tình thân khi tuổi còn quá nhỏ. Trong khi đâu đó vẫn có không ít trẻ em bị bạo hành, bị tước đi quyền được sống, được học tập, được vui chơi và yêu thương. Chung tay cùng cộng đồng chăm sóc và bảo vệ trẻ em yếu thế, cán bộ, Hội Chiên Hội Phụ Nữ Cơ Sở Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh Long An đã đến và nguyện là những người mẹ đỡ đầu, góp phần nâng bước các con vượt qua mặt cảm mồ côi, đi tiếp trong cuộc sống. Một ngày tháng tư, trong căn nhà nhỏ nằm cuối con hẻm, các chị đến thăm và quay quần bên bé Trịnh Thanh Tùng. Đây là đứa con nhỏ nhất của hội phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Bé vừa tròn 9 tháng tuổi. Ngày cất tiếng khóc chào đời, bé đã mang phận mồ côi. Do mắc Covid-19 lúc mang thai, sức khỏe kém nên mẹ bé đã không may qua đời. Bé được dì ruột mang về cô mang nuôi dưỡng. Nhưng hoàn cảnh của người dì đơn chiếc khó khăn. Bé được chuyển đến ở với ba ruột, cũng có gia cảnh bộn bề để phần nào bù đắp nỗi bất hạnh ấy, cán bộ hội viên hội phụ nữ cơ sở, bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã mang gạo, sữa và gửi tặng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng góp phần để bé được chăm sóc phát triển tốt trong giai đoạn còn non nớt này. Gia đình chúng tôi vừa trải qua một cái hoàn cảnh rất là khó khăn do bệnh dịch là bà ngoại mất và mẹ của bé cũng mất ngay vừa khi sinh bé ra cho nên gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống bản thân tôi bây giờ phải không có đi làm việc được phải ở nhà giữ bé để bù đắp lại cho bé những cái khoảng tình cảm mất mát đó thì cái cái sổ tiết kiệm đã được nó có một cái ý nghĩa rất là to lớn để giúp bé trải qua giai đoạn khó khăn này không có cha mẹ mất covid 19 qua đời bé Giang Thị Diệu Linh sinh năm 2021 được gia đình cậu mợ cưu mang người thân của bé chỉ giản dạng, dạng ông bà ngoại già yếu không nhà cửa phải đi ở trọ vợ chồng người cậu rụa cũng chịu cảnh nghèo khó ở nhà thuê sáng cậu chạy taxi mợ đa diệu linh trước ngực ra chợ bán bánh mì gia đình cậu mợ bương chạy kiếm tiền nuôi hai đứa con ruột và đứa cháu một côi tội nghiệp dù cố gắng hết sức Gia đình người cậu dồn tình thương cho cháu Nhưng vì điều kiện hoàn cảnh Nên bé Diệu Linh cũng không được đầy đủ như bao đứa trẻ khác Như cô Tấm Những nữ quân nhân đã rộng vòng tay Để cùng gia đình vượt qua phần nào khó khăn Cùng chăm sóc bé Diệu Linh Hướng cái bé số tiết kiệm á thì em thay mặt gia đình và bé cũng cảm ơn rất nhiều ừ, hoàn cảnh gia đình của em cũng là khó khăn à, hôm nay em rất rất là xúc động em cũng cố gắng hết mình để nuôi bé chăm sóc bé thay cho cái tình của ba mẹ bé không còn. Một cô cả cha lẫn mẹ, ba anh chị em bé Nguyễn Hiếu Thành sống cùng ông bà nội. Ông bà nội bị tai biến, Hiếu Thành nhỏ nhất mới 4 tuổi, một lần nữa phải xa anh chị, về sống cùng ông bà ngoại cũng già yếu bệnh tật ở xã Long Hồ Tây, huyện Cần Đước. Hội Phụ Nữ Cơ Sở Bộ Chỉ Quy Quân Sự Tỉnh cũng đã tìm đến chung tay góp sức cùng với người thân nuôi dưỡng để bé hồn nhiên như những bạn cùng trang lứa. Bên cạnh giá trị vật chất, quyển sổ tiết kiệm mà các mẹ đỡ đầu trao tặng chất chứa bao tình cảm và mong cuộc sống bé tốt hơn. Tình thương yêu của ông bà, người thân, sự quan tâm của chính quyền địa phương sự hỗ trợ, động viên, giúp đỡ của những người mẹ đỡ đầu sẽ là điểm tựa tinh thần, là rào chắn để bảo vệ nuôi dạy bé nên người. Ở trong gia đình, con gái tôi mất, con gái thứ hai, thứ hai nó để lại cho tôi ba đứa con. Bị hoàn cảnh nó mất thì giờ, mẹ cũng chịu đau khổ với con thôi. ba đứa cháu ngoại hai, hai trai một gái hai trai một gái mình giờ thì nó ở nó níu với ngoại còn nội nó thì già rồi cũng già rồi ông nội thì bị tai biến bà nội cũng già bộ chỉ huy tặng cho ba bé một cái sổ tiết kiệm 10 triệu để tiết kiệm cho ba đứa cháu cũng tôi cũng thành thật cảm ơn mấy cô, mấy chú cũng có hậu lòng quan tâm với cháu. Bên cạnh tặng sổ tiết kiệm, Hội Phụ nữ Cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nhận đỡ đầu hai em học sinh nghèo mồ côi trên địa bàn thành phố Tân An và huyện Châu Thành. Hàng tháng, các chị đến thăm hỏi, động viên tặng gạo, sữa và trao 500.000 đồng để giúp các em có thêm điều kiện học tập tốt. Mỗi bận đến thăm, cán bộ hội viên phụ nữ luôn kiểm tra, kèm cặp việc học tập của các em, nhất là đối với các bé gái. Các chị dành nhiều thời gian trò chuyện và chỉ dạy cách để tự chăm sóc, bảo vệ bản thân mình trong cuộc sống và ứng xử khi gặp những tình huống xấu. Với sự chân tình gần gũi đó, các em đã chia sẻ và đặt niềm tin. Được sự quan tâm, của đảng quỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, sự đồng hành của mạnh thường quân và sự đồng thuận, nguyên góp, ủng hộ của cán bộ hội viên chúng tôi đã thực hiện được cái chương trình Mẹ Đỡ Đầu do Ban Phụ Nữ Quân đội phát động. Đến với các cháu, thấy hoàn cảnh các cháu, chị em chúng tôi rất trăn trở. Chúng tôi càng quyết tâm phải tiếp tục duy trì mô hình này và hy vọng sẽ là mẹ đỡ đầu của nhiều con hơn nữa. Góp phần để những trẻ em mồ côi do tác động của đại dịch Covid-19 được chăm sóc, phát triển và tự tin trong cuộc sống. Bên cạnh hỗ trợ về vật chất tinh thần, chúng tôi gắn kết chặt chẽ với gia đình, người thân và hội phụ nữ của địa phương để quan tâm, bảo vệ các bé mồ côi trong điều kiện tốt nhất trước vấn nạn bạo hành, ngược đãi trẻ em diễn ra trong xã hội ngày càng nhiều đó là tình cảm trách nhiệm và xuất phát từ mệnh lệnh trái tim của người chiến sĩ và truyền thống của phụ nữ việt nam đó cũng là thông điệp mà những nữ quân nhân lực lượng vũ trang tỉnh long an mong muốn lan tỏa đến mỗi gia đình toàn xã hội hãy dành những gì tốt đẹp nhất hãy yêu thương chăm sóc bảo vệ trẻ em vì các em là mầm non tương lai của đất nước và mai này trong ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ mồ côi ấy sẽ có những câu chuyện kể về những người mẹ đỡ đầu áo lính. Thưa quý vị và các đồng chí, quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên đề quốc phòng toàn dân của lực lượng vũ trang Long An, rất mong nhận được ý kiến đóng góp xây dựng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.